Anh ơi, anh bảo cháu ra cho khác chơi đi, không chơi ở đây đâu. Anh ơi, anh lấy khẩu trang này anh phát hộ em bà con nữa. Mỗi người một cái không? Đây có mấy bịch đây anh? Chia đều ra. Chia đều ra cho mọi người. Bây giờ là các anh đang kè đá để mở rộng cái khúc cua này ra. Thì là bây giờ là cái đường này bây giờ đã đang vướng một cây đào ở đây. Thì cái cây đào này ấy là xem đến chuyển vào bên lề đường. Thì bây giờ là cây đào bây giờ đang ở giữa đường cơ mọi người. Xe mấy đứa xe chuyển cây đào này vào cái lề đường để trồng tiếp mọi người. Thank you.
giờ mình sẽ đi xuống dưới để xem bà con làm ở dưới như thế nào rồi. Bây giờ là khúc cua ở trên này thì cũng đã kè sắp xong rồi. Thì dưới này cũng đang làm thêm một khúc cua ở dưới này nữa. Ơ máy nổ không lên hả anh? Xăng nó bị chạy vào cái bô của nó không? Đúng rồi. Nghĩ lỗ nó chỉ đâu. Nó chỉ trong hả? Chỉ trong. Kéo sang. Ủa, có cái gì chỉnh chưa? Shit. Phải hộ mua lá chuột. Nổ chuột mà. Tập lá chuột. Thật thật thật. Đâu mà.
你们没得。 你走你这边送人，走，姐走你去嘛，俺姐走你去，他那开嘛，开龙要山嘛，我家谁要不去？我得了，我走，你干啥嘞？走走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 
đi xuống đấy cho có sao ủa cứ rồi Ở nhé. Ừ. Ở nhà rồi, tìm, 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 tìm
我们在这里。Rộng cái con dốc này ra thì mới dễ dàng đi lại được mọi người ạ. We'll be right back.
mắt còn không ra.
Anh Công ơi, anh Công. Cho mọi người nghỉ thôi. Hết đồ, hỏng nhiều đồ quá. Lại bị gãy tiếp hả anh? Cái vừa mới vừa mang ra á? Cũ từ trước mà mở đầu tiên. À. Bảo cái này nóng quá. Không, cái bộ mua mới vẫn còn đầy ở đây. Cái này là bộ cũ. Không, cái này là bộ cũ. Trước là làm từ đầu đường này xuống này, làm cả là cái tuyến đường kia này, làm tuyến đường này này, lại đi quay sáu xỉn lồng cái nhà cho một cô này. Lâu quá. Lâu năm rồi. Thôi bây giờ hôm nay có người ăn đi nha. Xong đi. Ăn xoài. Đúng rồi. Hôm nay sẽ mua xoài cho bà con. Ít tí luôn à. Đi cây câu. Mỗi người quả. Đâu rồi, ở trên kia còn được không? Tí nữa đi trên đấy. Cái cá lần mà. Cao quá. Trên kia còn bao nhiêu người đấy nhỉ? Cái nào cũng có chín rồi mà anh. Cái nào cũng chín hết rồi á. Em chọn là hết rồi mà. Em đi lên trên kia chia lốt cho mọi người trên kia. Vâng. Thử mắt về đây nha anh ạ. Anh ơi, mình đi ăn xoài đã. Nay mình ăn đổi món. Ừ. Anh ơi, chú ơi, lên đây. Lên trên này cho. Không phải ta hả? Chú ơi, xoài. Anh ơi, nghỉ đã. Còn mấy người nữa nhỉ? Ba người nữa, 3, 4 người nữa. Anh có chưa? Chưa. Xoay, xoay. Không có nộn được của ta nữa. À, ta đâu? Không để chia chứ. À, không đẩm chú. Cô lâu. Nó có lòng thư. Nó còn như á. Nó còn như thế. Nó còn như thế. Nó còn thư rồi. Thôi mọi người ăn rồi, lại tiếp tục nghỉ một lúc rồi này, tiếp tục làm nhá. Vâng. Bỏ lên đây thổ đi đã. Nó còn mảnh, nó còn mảnh, nó còn như xoay này. Xoài em rửa em ngâm muối sạch hết rồi. Ngâm muối sạch hết rồi, ăn cả bỏ luôn. Vâng. Nhưng mà cứng gì? Không cứng đâu. Em ngâm sạch hết rồi, em ngâm diệt khuẩn hết rồi, ngâm nước muối rửa sạch, ngâm nước muối hết rồi. Ta chắc rồi. Ta nhét vào muối nha, thế là mất chân nữa. Không được bỏ nó ngon. Lò mà. Mới chưa? Hả? Bỏ ra sạch hết rồi. Em ngâm vỏ, em ngâm rồi mà, ngâm nước sạch hết rồi, không phải là để bẩn, em mua về thì em để bẩn vậy đưa cho bà con ăn đâu. Cực chuẩn. Em diệt khuẩn hết rồi. Em ăn nhưng mà sạch. Đã đam cực chuẩn. Thanh niên yêu vợ, thôn cắn. Nhìn cắn mặt tay à? Còn mấy bác ở dưới nán chưa đưa. Thế họ ăn cùng quả cùng mọi người.
Em thấy ăn quả này thế nào, có ngon không em? Có. Đổi món đi. Quả này là quả xoài. Mấy hôm ăn dưa hấu suốt rồi. Vâng. Cái này. Nhưng mà con tổng. Sì pute đu. Ăn nó. Ăn nó một thát đỏ cháy hả đúng không? Đây luôn nhiều nick thát đỏ cháy khô cháy vậy. Nhiều thọt thọt à, có chút thịt. Cái này muốn trọt à. Cũng lệnh hạt khang. Ngon nhỉ? Thật sự ngon đấy chị. Chị thì cháu đây à, chị để nó nấu nó tạt tổn cho chúng tôi. Ngon đúng không? Hay mai ăn tiếp? Mai ăn tiếp. Mai ăn này tiếp nhá. Thì à đâu? Thì à đi. Mai em lại mua xoài tiếp nhá. Vâng, mai em mua xoài đúng. Vâng. Ăn này cho nó có chất này. Vâng. Quê chắc là không no mà, cái này là đốt ăn no mà. Cái này là ăn để lấy sức khỏe để nào? Vâng. Dưới cần mấy người nữa? Ăn đổi đi, dưa hấu ăn nó chỉ có nước thôi, nhưng sức khỏe không có. Ăn cái này nó cũng nhiều vitamin. Đường điện giờ này rồi, đường điện này giờ bà con có quạt. Tối đến các nhà canh có quạt hết chưa? Mua hết quạt chưa? Quạt á? Chắc là một số có một số. Mua quạt thì mùa hè này mua quạt vào cho nó mát. Cho nó mát người. Làm về mệt rồi bật cái quạt lên nó đáng bao nhiêu tiền đâu. Cả xóm mình tháng vừa rồi còn chưa đến 1 triệu tiền điện. Tháng vừa rồi thắt chưa là tính thu là 700. Tháng vừa rồi có 900 mấy thôi. Tháng này không biết là bao nhiêu tiền. Đấy, nhưng bà con cứ dùng mua cái một cái quạt thôi, cả gia đình mua một cái quạt, mỗi gia đình một cái quạt. Cả thôn này bằng một tháng tiền điện nhà mình. Năm nay là có dịch đỉnh rồi thì không kéo rồi tiền thì không mua được. Nhưng mà là chưa thì thôi bây giờ bà con cứ cố gắng bây giờ làm cái đường để cuối năm làm nhà. Bây giờ làm xong cái đường để chở vật liệu vào không chứ không lại bà con lại ra tận ngoài kia. Thào thổ từng bao xi một còn vất hơn. Bây giờ mình làm được cái đường này xong rồi là thổ xi vào ấy. Ô tô chở được hẳn vào đây rồi chở nhẹ hơn à. Đỡ mất sức hơn. Mà chở được hẳn ô tô lên được hẳn trên nhà, nhà nào làm nhà là để luôn xi nhà đấy luôn. Nó khỏe. Đấy, không thì có mà chở cứ một xe máy 231 thì bao giờ mới hết. Mấy hôm trước dưới mình làm dưới đường dưới kia chả toàn chở xe máy à đúng không? Đấy, bây giờ làm đường to này giờ ô tô vào được thì khỏe hơn à? Mọi người mình xin kết thúc video tại đây thôi. Mọi người thấy hay like và chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhá. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.